Tiền đế vô thượng, tập 11. Dịch Trầm Phong nhìn Vương Nhất Pháp nho nhã khí chất, biết Vương Nhất Pháp không tầm thường, cười nói: "Tôi sẽ không khách khí đâu." Nói xong, Dịch Trầm Phong nắm tay lên không trung, lại đánh ra những quả cầu lửa to bằng nắm đấm. Vương Nhất Pháp là cảnh giới minh kính trung kỳ, gần tiến tới minh kính hậu kỳ. Chiêu thức và công pháp của gã chú trọng đến tốc độ. Trong lúc Dịch Trầm Phong nắm lấy quả cầu lửa thì bóng dáng gã đã lóe lên rồi xuất hiện trước mặt Dịch Trầm Phong. Dịch Trầm Phong là thuật sĩ, nếu cận chiến thì còn thua cả người bình thường. Vương Nhất Pháp đột ngột áp sát khiến ông ta kinh hãi, lập tức ngã xuống. Cho dù ông ta có nhanh đến mấy thì cũng không thể nhanh hơn người chuyên tu tốc độ như Vương Nhất Pháp được. Một tiếng ầm ầm vang lên, tay phải của Vương Nhất Pháp vung quyền, mang theo sức mạnh to lớn, đánh thẳng vào phần ngực của Dịch Trầm Phong, khiến ông ta văng ra ngoài, máu phùi tươi phun ra khắp mặt đất. Vương Nhất Pháp không hề thu tay mà lại tiến lên phía trước, vung chân phải đá vào phần hạ bộ của Dịch Trầm Phong. Dịch Trầm Phong lại phọc máu tiếp, tứ chi gãy đứt, không còn động tĩnh gì nữa. Sau khi giải quyết xong Dịch Trầm Phong, Vương Nhất Pháp lại nở nụ cười nhạt nhìn Trịnh Sở ở trên khán đài khán giả. Gã đang cảnh cáo Trịnh Sở rằng gã đã nhìn trúng Hứa Thanh Vân. Nếu Trịnh Sở dám nói một chữ không thì đây chính là kết cục. Trịnh Sở nhìn nụ cười của Vương Nhất Pháp, mặc dù không biết gã nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác không tốt. Cảm thấy người này quá mức ác độc, không tốt làm gì. Lý Thiên Thuận không ngờ cao thủ phép thuật mà ông ta mất 1 triệu để mời tới lại bị giết dễ dàng như thế. Ông ta phẫn nộ vô cùng, định lên tiếng mắng chửi Vương Nhất Pháp. Nhưng Vương Nhất Pháp bày ra thực lực quá mạnh, dù Lý Thiên Thuận có ghi gớm thế nào cũng không dám làm loạn. Tạ Tiểu Mẫn và Tạ Bấn Phong thấy thân pháp của Vương Nhất Pháp thì vô cùng kinh hãi. Vương Nhất Pháp ngang tuổi với anh ta, cùng lắm là cùng là khoảng 30, thế mà thực lực đã đạt cảnh giới minh kính. Phải biết rằng lúc trước Vương Nhất Pháp cũng có thực lực tương đương với bọn họ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà đã vượt qua bọn họ, đạt cảnh giới minh kính trung kỳ. Tốc độ thăng cấp quá nhanh. Tạ Tiểu Mẫn và Tạ Minh Phong nghe Tạ Bán Ngọc nói trên đời này còn có nhiều thiên tài tuổi còn trẻ mà đến minh kính nhiều như rơm, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy họ mới tin. Tạ Bán Ngọc nhìn phản ứng của hai đứa cháu mình, cười nói: "Nhìn hai đứa sợ kìa, chỉ cần các cháu cố gắng thì cũng có thể trở thành võ giả minh kính thôi." Tạ Tiểu Mẫn nói rất nhỏ: "Ông ơi, e là vị trí người cầm quyền Giang Nam năm nay phải thuộc về nhà khác mất rồi." Tạ Bán Ngọc hơi chau mày, nghiêm túc nói: "Có ông ở đây, người cầm quyền Giang Nam sẽ không bị đổi sang nhà khác đâu." Chu Trang Tiêu nhìn thân pháp của Vương Nhất Pháp thì ánh mắt cũng khẽ kinh ngạc, nói với Trần Hổ: "Trần đại sư, Vương Nhất Pháp này không đơn giản." Trần Hổ nghe Chu Trang Tiêu nói vậy thì khinh thường: "Nhà họ Vương đó là cái thá gì, cũng dám sánh với tôi chắc." Chu Trang Tiêu nghe Trần Hổ nói vậy thì nghĩ đến thực lực sau lưng ông ta, bèn gật đầu cười: "Nhà họ Vương không là cái chó gì trước mặt ông thật." Trần Hổ nghe Chu Trang Tiêu nói vậy thì cười ha hả: "Nhìn tôi đánh cho nó tàn phế đây này." Lần này ông ta tới Giang Nam, ngoài trừ vì quyền lực ra thì còn vì đánh bại Tạ Bá Ngọc. Năm đó Trần Hổ đấu với đá Tạ Bá Ngọc, cuối cùng cũng thua. Đây là cơn ác mộng cả đời ông ta. Ông ta nhất định phải giết Tạ Bá Ngọc thì mới tiến thêm một bước được nữa. Vì đến đây, Trần Hổ khẽ bước ra, thân thể như một viên đạn bay lên lôi đài. Vương Nhất Pháp thấy Trần Hổ, cười nói: "Ông ơi, ông già như vậy rồi mà vẫn lên đấu sao? Liên quan gì đến cậu?" Trần Hổ rất khó chịu với Vương Nhất Pháp: "Tôi đánh ông tàn phế thì cũng đừng trách tôi nhé." Vương Nhất Pháp giống như cười mà không phải cười, nhưng giọng nói lại ẩn chứa sự ác độc, ánh mắt hung hãn. Gã không quan tâm đối phương có thân phận gì, tuổi tác thế nào, chặn đường của gã thì gã sẽ đánh cho tới chết. Vương Nhất Pháp nói xong thì thi triển ra lực minh kính, một lực phá hoại kinh người nhanh chóng lưu chuyển. Gã siết chặt hai tay, thân hình vút lên cực cao, chuẩn bị giết Trần Hổ dễ dàng như vừa giết Dịch Trầm Phong. Trần Hổ là cảnh giới minh kính đỉnh phong, thấy Vương Nhất Pháp xuất thủ thì cũng ra tay ngay lập tức. Ông ta cũng thi triển lực minh kính, dòng khí xoay tròn quanh thân, sau đó quát lên một tiếng: "Tam Liên Quyền!"
đám người ở đây nghe thấy Tam Liên Quyền thì đều sửng sốt. Bọn họ còn tưởng nhà họ Chu không tìm được ai nên tìm đại một ông già lên đánh. Nhưng khi Trần Hổ thi triển ra Tam Liên Quyền thì bọn họ đã biết mình đã sai. Ông già này có thực lực không hề đơn giản, bối cảnh cũng rất bất phàm. Vương Nhất Pháp nghe đến Tam Liên Quyền thì lập tức hét lên: "Hổ Kinh Quyền!" Trần Hổ vung quyền ra giống như võ giả Minh Kính đỉnh phong, cùng vung nắm đấm ngàn cân tấn công Vương Nhất Pháp. Vương Nhất Pháp vốn đang rất tự tin, bây giờ lại cảm thấy được áp lực cực lớn, hai nắm đấm như mãnh hổ phát ra tiếng kêu gào, nghênh đón nắm đấm của Trần Hổ. Ầm ầm, hai nắm đấm mạnh mẽ va chạm vào nhau, vang lên những tiếng nổ. Gạch sàn lôi đài vỡ nát thành tan tành, tro bụi lan tràn khắp nơi. Phúc. Ngực Vương Nhất Pháp bị đấm ba lần, hộc máu, phủ tạng bắt đầu bị phá vỡ. Gã đứng không vững nữa, lui theo bản năng. Cứ lui mãi, Vương Nhất Pháp ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy sự hoảng hốt. Trần Hổ nhìn Vương Nhất Pháp liền biết gã ta đã bị trọng thương. Ông ta cười ha hả: "Núi cao còn có núi cao hơn, đừng tự kiêu quá." Vương Nhất Pháp lúc này làm sao giữ được phong độ như lúc trước nữa, gật đầu như một con chó: "Đại sư, xin đừng giết tôi, tôi biết sai rồi. Trần Hổ nghe Vương Nhất Pháp nói vậy thì cười: "Tha cho cái mặt chó của cậu đấy, lần sau còn dám láo xược, giết không tha." Ông ta còn đang định lợi dụng các dân tộc của Giang Nam để tìm Ngọc Ba Màu sau khi trở thành người nắm quyền. Nếu giết Vương Nhất Pháp thì người họ Vương cho dù có chịu phục thì cũng sẽ không chịu làm việc tận tâm. "Cảm ơn đại sư không giết." Vương Nhất Pháp như nhặt lại được một cái mạng, chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt trong cơ thể, bò khỏi lôi đài. Sau khi Trần Hổ đánh bại Vương Nhất Pháp thì không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Đám Lý Thiên Thuật và người nhà họ Vương lúc này mặt xám như tro tàn, cảm giác vị trí cầm quyền đã nằm trong tay nhà họ Chu. Nhưng dù sao, ngay cả nhân vật cấp bậc như Trần Hổ mà nhà họ Chu cũng mời đến rồi. Tạ Tiểu Mẫn, Tạ Mẫn Phong nhìn thấy thực lực đáng sợ của Trần Hổ thì đồng loạt nói với Tạ Bá Ngọc: "Ông nội, chúng ta nhận thua đi. Thực lực của lão già này quá mạnh, chỉ một cú đấm đã có thể đánh bại đối phương." Tạ Bá Ngọc lắc đầu: "Không thể, người nhà họ Tạ chúng ta sao có thể không có khí phách như vậy. Cho dù biết rõ sẽ chết thì vẫn phải đi, huống hồ ông là tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền, há lại phải sợ đối phương sao?" Trần Hổ nghe thấy lời nói của Tạ Bá Ngọc cười ha hả: "Tạ Bá Ngọc, ông vẫn tự phục hệt như năm đó." Ông ta nói xong lời này chợt dừng lại rồi nói tiếp: "Chỉ là hôm nay ông chắc chắn phải chết, cho dù là thần Phật cũng không cách nào cứu được cái mặt chó của ông đâu." Tạ Bá Ngọc nhìn Trần Hổ cau mày hỏi: "Rốt cuộc ông là ai? Vì sao căm hận tôi như vậy?" Trần Hổ thấy Tạ Bá Ngọc quên mất chuyện cũ năm đó thì lửa giận trong lòng bốc cháy hừng hực. 10 năm trước tôi từng khiêu chiến với ông, kết quả bị ông cắt đứt gần tay phải." Ông ta nói xong lời này thì nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu cực kỳ nặng nề: "Lão già khốn kiếp, thế mà ông lại quên mất chuyện này, đây chính là mối nhục cả đời của tôi." Tạ Bá Ngọc nghe thấy lời của Trần Hổ mới nhớ ra, quả thực năm đó có chuyện như vậy. Chỉ là vào trận quyết chiến 10 năm trước, ông ta căn bản không cắt đứt gần tay đối phương, nhưng đối phương cứ sống chết muốn đánh, ngoài ý muốn mới phải cắt đứt. Tất cả mọi người trên khán đài nghe cuộc trò chuyện của Tạ Bá Ngọc và Trần Hổ thì hơi ngạc nhiên, không ngờ còn có ân oán cũ như vậy. Mỗi một người bọn họ đều mở to đôi mắt, mong chờ màn quyết đấu giữa Tạ Bá Ngọc và Trần Hổ. Tạ Bá Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu đi lên võ đài. Bọn họ biết Tạ Bá Ngọc là tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền, thực lực mạnh mẽ, không phải người mà võ giả Minh Kình có thể đánh bằng. Bây giờ Trần Hổ, Trần đại sư dám dùng thực lực cảnh giới Minh Kình đỉnh cao để khiêu chiến Tạ Bá Ngọc thì cho thấy chắc chắn ông ta có chỗ dựa vào. Bọn họ tin chắc rằng trận quyết đấu này sẽ không phải cuộc đấu tầm thường, sẽ vô cùng đặc sắc. Tạ Bá Ngọc và Trần Hổ nhìn nhau, sâu trong đôi mắt còn có lửa cháy hừng hực. Hai người bọn họ cũng không có nói nhiều vô ích, dứt khoát ra tay. Trần Hổ biết năm đó Tạ Bá Ngọc bị Thủy Nguyệt Thiên đánh trọng thương, bây giờ thực lực giảm xuống rất nhiều, không có gì đáng lo. Cho dù thực lực của Tạ Bá Ngọc vẫn là cảnh giới hóa huyền thì như thế nào chứ? Có bảo bối sư phụ ban cho,
trong lòng ông ta có niềm tin tất thắng. Trần Hổ chợt quát lớn một tiếng, luồng khí xoay quanh cơ thể, Tam Liên Quyền. Lúc cất lời, tay ông siết thành nắm đấm to lớn, đánh thẳng về phía cơ thể Tạ Bá Ngọc. Mỗi một bước đi của Trần Hổ đều khiến sàn đấu lõm xuống, giống như có vật nặng ngàn cân đập thẳng xuống sàn đấu. Mỗi một nắm đấm của ông ta đều mang theo quyền ấn trùng trùng điệp điệp, như có vô số người đồng thời ra tay công kích. Tạ Bá Ngọc tỏ ra nghiêm túc, nhìn nắm đấm Trần Hổ đánh đến, sắc mặt lạnh lẽo, tay phải bỗng nhiên vươn ra, va chạm với nắm đấm của Trần Hổ. Ùn ùn! Những tiếng sấm nổ như sấm rền vang lên. Trần Hổ cảm giác thấy nắm đấm của mình như đấm lên tấm thép. Trần Hổ hơi sửng sốt, không ngờ Tạ Bá Ngọc đã khôi phục thực lực cảnh giới hóa huyền. Nếu không cú đấm này tung ra, tuyệt đối sẽ không có cảm giác như thế này. Tạ Bá Ngọc nhìn Trần Hổ, ông chỉ có thực lực cảnh giới minh kình đỉnh cao, không thể nào là đối thủ của tôi, nhận thua đi. Nhận thua sao? Trần Hổ cười kha hả, tôi còn chưa sử dụng thủ đoạn thực sự đâu. Khi ông ta đang nói, tay trái nhanh chóng móc ra một miếng ngọc bội màu đen ở trong ngực. Miếng ngọc bội màu đen này chỉ to chừng ngón cái. Khi Trần Hổ vừa lấy ngọc bội màu đen ra, sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, nhìn Tạ Bá Ngọc. Năm nay người cầm quyền của thành phố Giang Nam phải đổi thành gia tộc khác rồi. Ông ta vừa dứt lời, tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngọc bội màu đen bộc phát ra chùm sáng màu đen, sau đó lập tức nổ tung, đánh bay cơ thể hệt như sắt thép của Tạ Bá Ngọc văng ra ngoài. Trong miệng Tạ Bá Ngọc phun ra một ngụm máu đen, nặng nề đập thẳng lên bức tường trong cung thể thao. Tạ Tiểu Mẫn, Tạ Mẫn Phong nhìn ông nội mình bị đánh văng, miệng phun máu tươi, lớn tiếng hét lên, ông nội, ông không sao chứ? Cả khi đang hét lên thì hai người đã vội vàng lao vút về phía nơi Tạ Bá Ngọc vừa bị đánh bay. Mọi người trên khán đài nhìn thấy Tạ Bá Ngọc cấp bậc tông sư bị một miếng ngọc bội màu đen của Trần Hổ đánh bại, còn là bị đánh bại dễ dàng chỉ trong một chiêu. Điều này khiến cho trong lòng bọn họ khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc ngọc bội màu đen trong tay Trần Hổ là thứ gì chứ? Tại sao có thể lợi hại như vậy? Chu Trang Tiêu nhìn thấy Trần Hổ chiến thắng, cười lớn, đắc ý nói, từ hôm nay nhà họ Chu chúng tôi chính là người cầm quyền của thành phố Giang Nam. Lý Thiên Thuận không quan tâm ai là người nắm quyền, dù sao nhà họ Chu cũng có tranh chấp với Trịnh Sở, ai là người cầm quyền cũng như nhau, Trịnh Sở chắc chắn phải chết. Sắc mặt Vương Nhất Pháp suy yếu, nhìn thấy Trần Hổ dễ dàng đánh bại tông sư võ đạo Tạ Bá Ngọc như thế thì trong lòng cảm thấy an ủi, mình bại dưới tay Trần Hổ cũng là điều bình thường. Vương Nhất Pháp đưa mắt nhìn về phía Trịnh Sở, thấy anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn lên võ đài, lắc đầu cười mỉa, đồ ngu, sắp chết rồi còn không biết. Gã nói xong lời này, lệnh cho thuộc hạ nhà họ Vương đỡ gã rời đi, nhanh chóng đến bệnh viện chữa trị. Chu Trang Tiêu nhìn biểu cảm choáng váng của mọi người trong toàn trường, cười ha hả, Trần đại sư, bây giờ chúng ta đã chiến thắng, tiện thế phiền ông giết chết thằng nhãi kia đi. Trần Hổ nghe lời của Chu Trang Tiêu cau mày, tôi làm gì không cần ông ra lệnh. Chu Trang Tiêu nghe giọng điệu của Trần Hổ, biết tâm trạng ông ta không thoải mái, sắc mặt trắng bệch, bên trán trịn đầy mồ hôi lạnh, nhỏ giọng nói, vừa rồi do nhất thời vui mừng quá đỗi, vẫn mong Trần đại sư không trách tội. Trần Hổ nhìn Trịnh Sở trên khán đài nhà họ Tạ, giọng điệu lạnh nhạt, tự mình xuống chịu chết đi. Trịnh Sở nghe thấy tiếng nói của Trần Hổ, cười nói, nếu ông đã muốn chết, vậy tôi thành toàn cho ông. Anh vừa nhìn thấy thủ đoạn Trần Hổ thi triển, biết ngọc bội màu đen trong tay ông ta là một món pháp khí nhỏ. Trịnh Sở đứng dậy khỏi chỗ ngồi của khán giả, sau đó chậm rãi đi đến phía dưới lôi đài. Lý Thiên Thuận thấy Trần Hổ muốn ra tay giết chết Trịnh Sở thì cảm thấy cực kỳ phấn khích. Ông ta rất muốn tự mình ra tay giết chết Trịnh Sở, mang anh về làm bồn tiểu cho Lý Đại Dũng. Nhưng bây giờ đã không cần nữa, miễn Trịnh Sở chết là được. Chu Trang Tiêu cảm thấy hơi tức giận khi thấy Trịnh Sở còn dám tỏ vẻ bình tĩnh như vậy khi đối diện với Trần Hổ. Một con chó sắp chết mà còn tỏ vẻ hống hách kiêu ngạo, không xem Trần đại sư ra gì thế à? Chu Trang Tiêu lạnh lùng giễu cợt nói, Tạ Mẫn Phong, Tạ Tiểu Mẫn dìu Tạ Bá Ngọc đang bị thương, thấy thái độ cứng rắn của Trịnh Sở thì cũng cảm thấy khó hiểu.
Tà Tiểu Mẫn từng nghe Tà Bá Ngọc nói Trịnh Sở là võ giả thực lực minh kình. Chỉ là một võ giả minh kình thôi thì anh lấy đâu ra tự tin để đối đầu với Trần Hổ. Dù là ông nội cô ta, tông sư võ đạo Hóa Huyền, cũng không phải là đối thủ của Trần Hổ. Sao anh ta có thể mạnh hơn ông nội mình được chứ? Khóe miệng Tà Bá Ngọc còn đang rỉ máu, nhìn Trịnh Sở bước tới võ đài. Cậu Trịnh, cậu không phải là đối thủ của ông ta, chạy đi thì hơn. Nghe Tà Bá Ngọc nói thế, Trần Hổ bật cười. Đợi tôi giết chết tên này thì sẽ đến lượt ông ngay thôi. Ông ta định giày vò Tà Bá Ngọc đến chết, nên trước tiên ra tay từ Trịnh Sở, sau đó giết chết Tà Mẫn Phong và Tà Tiểu Mẫn, cuối cùng mới đến lượt Tà Bá Ngọc. Trịnh Sở nghe giọng của Tà Bá Ngọc, trong lòng cũng biết ông ta đang quan tâm đến mình, bèn cười. Ông Tà cứ yên tâm, một con cá không tạo ra sóng lớn gì được đâu. Nghe Trịnh Sở nói vậy, Tà Bá Ngọc nhất thời nghẹn họng. Chẳng biết Trịnh Sở có át chủ bài hay là ngông cuồng đến mức không biết chết sống hay không. Trịnh Hổ không phải là võ giả cảnh giới minh kính đỉnh cao, trong tay còn có ngọc bội màu đen bí ẩn, dù Trịnh Sở mạnh hơn thì cũng không chắc có thể đánh lại được. Mọi người trong toàn trường đều nở của nụ cười khinh thường khi nghe được lời Trịnh Sở nói. Họ nghĩ anh không biết kiềm chế, sắp chết tới nơi mà vẫn còn dám hống hách. Trần Hổ nghe xong thì cũng bật cười thành tiếng. Này, nếu cậu đã hống hách thế thì tôi sẽ đánh nát xương của cậu ra. Ông ta vừa dứt lời, Trịnh Sở đã bước lên võ đài. Anh vẫn rất bình thản, không nhìn ra cảm xúc gì trên gương mặt. Này, ra tay đi. Mặc dù Trần Hổ không xem Trịnh Sở ra gì, nhưng khi nghe Trịnh Sở nói thế, ông ta cũng nổi cơn thịnh nộ, cho rằng anh không tôn trọng mình. Nếu không hung hăng giày vò Trịnh Sở một lần thì sau này những người ở thành phố Giang Nam sẽ nhìn ông ta thế nào đây? Truyền đến tai sư phụ và sư huynh của ông ta thì sẽ bị quở trách ra sao? Tốc độ ra đòn của Trần Hổ cực kỳ nhanh, nhoáng cái đã đến trước mặt Trịnh Sở, tay duỗi ra vồ hẳn về hướng ngực của anh. Nếu trúng phải đòn tấn công này thì chắc chắn Trịnh Sở sẽ bị bóp tim, sau đó là bị bóp nát. Trịnh Sở vẫn bình tĩnh, trơ mắt nhìn hai tay Trần Hổ chỉ còn cách mình 10 cm, thậm chí có thể cảm nhận được sự lưu chuyển khí kình trên tay của ông ta. Anh vươn tay phải ra, nhảy lên rồi đạp Trần Hổ văng ra xa. Cơ thể Trần Hổ như quả bóng làm bằng da, lăn tròn cả khoảng mấy chục mét, cả người đều là máu, nhức nhác vô cùng. Chu Đăng Tiêu thấy thế thì nhíu chặt mày, ông ta không thể tin nổi, sao Trần đại sư lại có thể không đánh nổi thằng nhóc Trịnh Sở này chứ? Phải biết rằng Trần Hổ là kẻ có thể đánh bại được cả tông sư võ đạo như Tạ Bá Ngọc, một tên vô dụng nhà họ Trịnh thì sao có thể đánh bại được Trần Hổ chứ? Hai mắt Lý Thuận Thuận hiện lên tơ máu, thấy Trần Hổ bị đánh thành như vậy thì cũng biết người này không thể đánh bại Trịnh Sở. Ông ta âm thầm nghiến răng, định là sau khi hội đấu võ này kết thúc, ông ta sẽ cho người ám sát Trịnh Sở. Lý Thuận Thuận không tin Trịnh Sở còn chống được súng đạn. Lúc này toàn thân Trần Hổ đều là máu, ông ta từ từ bò dậy. Ông ta cảm nhận được xương cốt trên người mình sắp tách lìa ra rồi. Trần Hổ nhìn Trịnh Sở dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ông ta cười mỉa nói: không ngờ tên nhóc cậu lại có năng lực này. Nếu cậu làm con chó cho tôi, không chừng Trần Hổ này sẽ tha cho cậu một cái mạng. Trần Hổ nghĩ thực lực của Trịnh Sở có thể thay mình làm một số việc, cứ giết thế thì tiếc quá. Ông ta vẫn còn con bài thực sự chưa tung ra. Trịnh Sở mà không chịu làm tay sai thì ông ta chỉ đành giết anh thôi. Ngay Trần Hổ đó thế, Trịnh Sở có cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện buồn cười nhất trên thế giới. Anh là độ kiếp tu tiên. Ở thế giới tu tiên, có biết bao cường giả muốn làm thuộc hạ, thế mà đều bị anh từ chối đấy. Bây giờ lại có một tên Trần Hổ chỉ mới cảnh giới minh kình mà lại dám bắt em ép anh làm tay sai, đúng là không biết sợ là gì. Ông đang đâm đầu vào chỗ chết đấy. Trịnh Sở lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn Trần Hổ như đang nhìn một con kiến nhỏ bé mà mình có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Trần Hổ thấy Trịnh Sở từ chối lời đề nghị tốt của mình thì lạnh lùng: cậu nghĩ thần sắc mặt thì có thể muốn làm gì cũng được hay sao? Nói rồi Trần Hổ lại lấy ngọc bội màu đen trước đó ra. Ngọc bội màu đen lóe lên ánh sáng màu đen tuyền, bên trong chứa rất nhiều linh lực. Khi lấy ngọc bội màu đen đó ra, Trần Hổ không hề do dự, quả quyết ra tay: đi chết đi.
Ông ta sợ nếu mình ra tay chậm một chút thôi, Trình Sở sẽ giành trước một bước, ngọc bội màu đen sẽ không còn tác dụng. Từng luồng sáng màu đen tuyền mang theo khí thế hung hãn như từng con rắn lao vun vút về phía Trình Sở. So với lúc đối phó với Tạ Bán Ngọc, số lượng này còn nhiều hơn, uy lực cũng đáng sợ hơn. Mọi người có mặt ở đó chỉ nghĩ ngày chết của Trình Sở đến rồi khi nhìn thấy chiêu này của Trần Hổ. Ánh mắt vốn dĩ đã hiện lên vẻ thất vọng của Lý Thiên Thuận chợt trở nên phấn khích. Tên này bật cười, Trình Sở cứ thế chết đi cũng hời cho cậu quá. Ông ta còn đang muốn đánh cho Trình Sở nửa sống nửa chết rồi mang về làm bồn tiểu tiện cho con trai của mình. Chu Trang Tiêu tỏ vẻ khá kích động. Mấy tông sư võ đạo như Tạ Bá Ngọc bị ánh sáng màu đen của ngọc bội đó đánh văng ra xa. Bây giờ số ánh sáng màu đen như dao long đang lao về phía Trình Sở lại nhiều như thế thì làm sao anh còn sống sót được. Chu Minh phấn khích nói, Trình Sở dám đấu với tao sao? Đây chính là kết cục thê thảm của mày. Lúc này Tạ Bá Ngọc đã bị thương nặng, mắt lại chăm chú nhìn Trần Hổ ra tay với Trình Sở. Không ngờ đối phương lại phóng ra uy lực mạnh hơn khi đánh với mình trước đó gấp mấy chục lần. Ông ta cho rằng Trình Sở chết chắc rồi, lần này không ai cứu được anh. Vẻ mặt bình Trình Sở vẫn rất bình thản, không hề để ý tới những phản ứng của người xung quanh. Tốc độ di chuyển của anh cực kỳ nhanh, giống như một cơn gió tránh được công kích của ánh sáng màu đen mà Trần Hổ đánh ra. Trình Sở ngay lập tức tung ra một quyền đánh vào cằm của Trần Hổ. Rắc! Xương hàm của Trần Hổ vỡ nát, ông ta phun ra một ngụm máu, thân hình lộn mấy vòng trên không trung. Trình Sở không định tha cho Trần Hổ, anh giậm chân một cái rồi lao vút lên không trung, chuẩn bị đạp thêm một cước vào người Trần Hổ. Khi chân phải của Trình Sở chuẩn bị đạp trúng bụng Trần Hổ, Trần Hổ liền cảm giác được sợ hãi tột độ. Đây chính là cảm giác của người sắp chết. Ông ta liền hoảng sợ hét lên, sư huynh của tôi là Cổ Thế Tuyệt, sư phụ của tôi là Vương Thành Nhân, cậu không thể giết chết tôi thôi. Trình Sở nghe Trần Hổ vội vàng lắp bắp nói ra thì sắc mặt vẫn lạnh lùng, hoàn toàn không xem hai người này mà ông ta vừa nói ra cái gì. Cho dù ông có là đồ đệ của ai cũng không quan trọng, hôm nay ông phải chết. Vừa dứt lời, một cước phải của Trình Sở đã giẫm nát ổ bụng của Trình Hổ. Âm! Thân thể Trần Hổ đập mạnh xuống đất giống như vừa bị núi lớn trấn áp, quét ra một trên mặt đất một cái hố sâu. Lúc này khuôn mặt dữ tợn Trần Hổ đã cứng đờ, hai mắt trợn to, xương cốt toàn thân vỡ nát, nội tạng vỡ ra, hẳn là đã mất mạng. Trình Sở vừa giết chết Trần Hổ như thế, anh chỉ là một chuyện nhỏ nhặt. Anh vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng bình thản, bước đến bên cạnh Trần Hổ, nhặt mặt dây chuyền ngọc bích màu đen lên, cẩn thận cảm nhận linh lực dao động trên mặt dây chuyền ngọc bích màu đen rồi bỏ nó vào túi. Mặt dây chuyền ngọc bích màu đen này là một tiểu pháp khí, sau này có thể sẽ hữu ích. Tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng chấn kinh khi nhìn thấy Trình Sở có thể dễ dàng đánh bại một nhân vật cường đại như Trần Hổ. Hai tay Lý Thiên Thuận run rẩy, chuyển động của ông ta lúc này cực kỳ chậm chạp. Ông ta nhìn Trình Sở, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh hãi cùng bất an. Lý Thiên Thuận luôn coi Trình Sở là một kẻ thấp hèn, nhưng sau khi nhìn thấy sức mạnh đáng sợ của Trình Sở ngày hôm nay thì ông ta đã thay đổi suy nghĩ. Ngay cả một nhân vật tầm cỡ như Trần Hổ mà Trình Sở còn có thể giết chết dễ dàng, chẳng lẽ anh là võ đạo tông sư hay sao? Lý Thiên Thuận liền hô to một tiếng, Trình đại sư bất khả chính bại, không ai có thể ngăn cản Trình đại sư. Chu Trang Tiêu lúc này cũng hoàn toàn ngây người, ông ta không thể nào ngờ được cho dù Trần Hổ ra mặt cũng vô ích, thậm chí ông ta còn bị Trình Sở giết chết một cách dễ dàng. Chu Trang Tiêu do dự một lát rồi cũng mở miệng hô hào hùa theo, Trình đại sư uy vũ, Trần Hổ không biết trời cao đất rộng lại dám đối đầu với Trình đại sư. Trong lòng ông ta cảm thấy rất hối hận, nếu như sớm biết Trình Sở mạnh đến vậy thì ông ta đã không nhờ Trần Hổ ra tay với Trình Sở. Nếu như biết chớp thời cơ thì nhân vật quyền lực nhất ở Giang Nam có thể đã là ông ta rồi. Tạ Bán Ngọc nhìn thấy bản lĩnh của Trình Sở thì nét mặt liền tràn đầy hưng phấn. Ông ta cảm thấy phán đoán ban đầu của mình quá thực chính xác. Thực lực của Trình Sở không hề làm ông ta thất vọng. Chỉ cần có thể lôi kéo được Trình Sở về phía mình thì ảnh hưởng của nhà họ Tạ ở thành phố Giang Nam
sẽ càng được củng cố chắc hơn trong tương lai. Tà Mẫn Phong nhìn thấy thực lực đáng sợ của Trịnh Sở thì thầm mừng trong lòng, bởi vì trước đó đã không đối nghịch với Trịnh Sở vì vấn đề của Tạ Bá Ngọc. Nếu không thì chính anh ta chắc chắn cũng sẽ chết rất thảm. Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng Tạ Mẫn Phong, làm ướt hết cả quần áo anh ta. Tạ Tiểu Mẫn nhìn Trịnh Sở thầm lẩm bẩm trong lòng, trước đây mình đã đánh giá thấp anh ta, không ngờ anh ta lại mạnh đến mức như vậy. Trịnh Sở nhìn phản ứng của mọi người trong phòng, nét mặt vẫn bình thản, đi về phía Lý Thiên Thuận. Lý Thiên Thuận nhìn thấy Trịnh Sở đang tiến về phía mình thì liền hoảng hốt, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.